Về thăm bản làng Thái Hải, Thái Nguyên chúng tôi. Ngày mới bắt đầu với tiếng mõ làng vang vọng núi rừng. Tiếng cười, tiếng nói hòa cùng tiếng gà gáy chim hót bên tàn lá cây rừng. Dưới mái nhà sàn, những cô gái bản lấy ống bươm ra giếng làng gánh nước. Các chàng trai làng cũng dậy sớm sắp lại dụng cụ lao động sản xuất. Bắt đầu xuất hiện lác đác trẻ con trong làng gọi nhau ý ới. Ở làng dường như mọi người đã rất quen thuộc với công việc của khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Cường, xã Thạnh Đức, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 10 km về hướng tây bắc, còn được biết đến với cái tên thân thương gần gũi bản làng Thái Hải. Nhưng ít ai biết rằng cách đây hơn 20 năm về trước, mảnh đất này khô cằn, không có người sinh sống và canh tác. Tình cờ và hữu duyên, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, người con của dân tộc Tày vùng ATK Định Hóa, đặt chân đến và bị vấn vương níu kéo với mảnh đất này. Bà quyết định gây dựng và thành lập ra bản làng Thái Hải với quần thể 30 ngôi nhà sàn truyền thống được phục dựng lại nguyên bản. Sau 9 năm, bà con cùng gìn giữ văn hóa và bắt đầu cùng nhau làm du lịch. Sự chất phác, mộc mạc, giản dị của bà con trong bản làng đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị và khó quên khi về với bản làng Thái Hải chúng tôi. Mọi người sẽ được hòa mình vào văn hóa truyền thống của người dân tộc Tày với những phong tục tập quán đặc trưng. Sẽ được lưu trú nghỉ dưỡng, sẽ cùng được trải nghiệm những làng nghề truyền thống của bản làng Thái Hải như làng nghề thủ công đan lát, làng nghề rượu truyền thống và tất cả các sản phẩm du lịch từ ẩm thực của bản làng Thái Hải. Kính thưa quý vị, tất cả các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm truyền thống được bà con sản xuất từ theo quy trình từ trang trại đến bàn ăn và bằng tình yêu thương đưa đến khách hàng bằng đạo đức. Chính vì vậy, bản làng Thái Hải đã đón được rất nhiều du khách trong nước và 40 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, bản làng Thái Hải đã đón nhận được rất nhiều những giải thưởng du lịch tôn vinh dành cho di sản trong nước và quốc tế. Từ năm 2018 đến nay, bản làng Thái Hải đã vinh dự 4 lần nhận giải thưởng du lịch ASEAN về hai lĩnh vực du lịch bền vững và du lịch cộng đồng ASEAN. Đặc biệt hơn nữa, ngày 12 tháng 3 năm 2023, tại đất nước Ả Rập Xê Út, bản làng Thái Hải cùng với 31 làng du lịch của 18 quốc gia trên toàn thế giới vinh dự nhận giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng. Kính thưa quý vị, 20 năm một chặng đường, đứng trước thời kỳ hội nhập và phát triển, bản làng Thái Hải sẽ luôn luôn duy trì, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa, mong muốn lan tỏa văn hóa của mình đến bạn bè trong nước và quốc tế nhiều hơn nữa để văn hóa truyền thống của bản làng mình hòa nhập mà không hòa tan. Của bản làng Thái Hải, chúng ta không thể rời mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của người dân trong bản làng khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống. Và ngày hôm nay, chúng tôi mang đến mảnh đất Tuyên Quang những bộ trang phục của cộng đồng người Tày tại bản làng Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên với chủ đề Hương sắc bản làng.